Chúng ta thấy là nước Mỹ rồi các quốc gia Âu Châu, trong đó có Đức, kể cả Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp vân vân, chỉ mới lên tiếng và đôi bên hãy chừng mực, tức là calm down, ứng xử một cách nó vừa phải thôi, chứ chưa có một cái kế sách nào rõ ràng trong cục diện này không? Tôi nghĩ chính là cái sự lúng túng đó của các cường quốc đứng đầu là Hoa Kỳ đó, đó mới khiến ra rằng là những cái nước cường quốc ở khu vực đó đó họ lấy những cái rủi ro rất lớn. Đó là cái vụ khủng hoảng giữa Saudi Arabia. Saudi Arabia họ lấy cái khủng hoảng, một lấy cái rủi ro rất lớn của họ chứ, tại vì họ không phải là một cường quốc quân sự, phải không? Mà họ đang bị dính vào nhiều trận khác đó. Thí dụ như là ở tại Yemen chẳng hạn, họ cũng phải yểm trợ chính quyền nó mới chống lại những cái lực lượng mà khủng bố đang bành trướng ở vùng đó chẳng hạn. Tức là rồi trước đây đó, đó họ đã từng nhìn thấy rằng là nhân cách gọi là cách mạng mùa mùa xuân Ả Rập đó chẳng hạn, đó là một cái khái niệm ngớ ngẩn của thế giới, mà nhất là truyền thông Mỹ lúc đó đó, đó. Thì chính Iran đã kích động người Shia ở tại Bahrain và gây ra những cái khủng hoảng lúc đó. Thành ra Saudi Arabia lúc đó là đã phải yểm trợ Bahrain dẹp cái đám Shia đó. Thế thì bây giờ nếu mà cứ tiếp tục như vậy đó, đó thì nó thành cái bất ổn lớn. Thì bây giờ người ta mới nhìn thấy rằng là Âu Châu đó là đang bị khủng hoảng về kinh tế với cái khối Euro nhé, đang bị khủng hoảng về di dân nhé, với cả triệu người di dân đang tràn vào trong đó, và các chế độ đó là các quốc gia đó lần lượt thứ nhất rơi vào trong khủng hoảng bị suy trầm, thứ hai đó là trở lại cái chế độ ngăn trông cấm chợ, tức là chặn biên giới, phá bỏ luôn cái hiệp ước Schengen mà chúng ta đã có cái kỳ nói chuyện, và cái trận thứ ba nó là còn bị khủng bố tấn công nữa. Và những chúng ta đừng quên là tuần vừa rồi đó, đó là Paris kỷ niệm 1 năm sau cái vụ Charlie Hebdo khiến cho 14 người chết chẳng hạn. Thì Âu Châu bị tê liệt, nội bộ của Âu Châu đó là có khủng hoảng mâu thuẫn với nhau. Hoa Kỳ ở đầu đằng này đó, đó là chân trước chân sau. Barack Obama chỉ có nghĩ đến 1 năm sau cùng của mình không thôi, rớt nước mắt nói với chuyện về súng đạn, thì chuyện kiểm soát súng. Trong khi cùng một lúc đó đó, đó thì có một cái tư súng dữ lớn là cái bom khinh khí ở bên Bắc Hàn có thể nó bắn lên chẳng hạn. Rồi Trung Quốc với lại Nhật Bản đang có những cái mâu thuẫn Những cái cục diện hẳn thế quân giới sự của năm tái chuyển đó, 2016 nó cũng rồi không cả ngừng. một cái vùng Trung Đông đó nó như vậy đó, đó thì người ta thấy rằng là nếu mà khi mà các cái cường quốc dân chủ Tây phương đó, đó bị khủng hoảng như tại Âu Châu, hoặc là nhu nhược quay trở về giải quyết những cái chuyện vớ vẩn ở bên trong đó, đó thì tội gì mà họ không làm. Thưa ông, cục diện tại Syria thì chúng ta biết là cái lực lượng ISIS bây giờ đã chiếm được một phần lãnh thổ của Syria và thậm chí ở phía bắc của Iraq, mà ISIS chính là Sunni. Thì liệu Iran đó có cho rằng Saudi Arabia là chống lưng cho ISIS Thì và đúng, gây ra cái tình hình này? nhiều khi họ cũng ám chỉ cái điều đó, họ cũng có ám chỉ điều đó, nhưng mà cái mà tôi nghĩ rằng là họ sợ nhất đó, đó là nếu mà Saudi Arabia mà vững mạnh đó, đó củng cố được cái khối Sunni đó, đó thì họ có thể góp phần giải quyết được cái chuyện ít ra ổn định được một phần của Syria, nhưng mà tăng cường bảo vệ được cái quyền lực của xứ Iraq, của cộng đồng Sunni trong xứ Iraq. Thì lúc đó đối với lại xứ Iran, họ nhìn thấy một xứ Iraq mà có Là dân kẻ công Sunni nó thủ. mạnh, tại vì Sunni rất là mạnh lắm dưới thời Saddam Hussein, thì tức là lại trở lại cái cuộc chiến năm 1980. Thành ra khi mà họ nhìn như vậy đó, đó họ chưa biết tương lai ra làm sao, tại vì các cái đại cường quốc không muốn dính vào trong chuyện đó, đó. Thì những bài học của quá khứ đó khiến cho họ sợ hãi. Thì chúng ta nhìn thấy trong cái trận này đó, cả Saudi Arabia lẫn Iran đều sợ hãi hết. Họ đều sợ hãi là vì trong quá khứ đã từng đụng độ nhiều lần. Và chính là cái sự sợ hãi đó, đó mới khiến cho họ lấy những cái rủi ro, nó gây ra những cái nguy cơ xung đột nó còn lớn hơn. Thành chúng ta trở lại cái chuyện trong mấy kỳ trước và trong dịp cuối năm nữa là Hoa Kỳ đó muốn rút ra khỏi Trung Đông nhưng mà rút ra không được đâu. Là tại vì nếu mà cứ để tiếp tục như vậy đó, đó thì là phải lập Là một ngọn ngòi lửa lớn. Trong chương trình đầu ngày hôm nay đó, ông có nói rằng cái cuộc xung đột có hai tầng, tầng dân tộc và cái tầng có tính giáo tôn pháp. giáo Ừ, đúng giữa rồi. Sunni với lại Shia. Như vậy thì nếu mà so sánh ra đó, cái nào nguy hiểm hơn? Cái nào là cái động cơ khiến cho người ta có thể dẫn tới những cái hành động mà nó không kiểm soát được? Tôi nghĩ bây giờ hai cái đó, đó, cái nguy hiểm nhất là hai cái nó hòa làm một. Cái trường hợp của cái tổ chức khủng bố xưng danh là nhà nước Hồi giáo đó, đó, họ có một cái tầng tôn giáo của họ
đã đề cao đạo Hồi, nhưng mà cái tầng nhà nước lãnh thổ quốc gia dân tộc họ đang bành trướng cái chuyện đó. Thì bây giờ đối với lại trường hợp của Saudi Arabia nó cũng y hệt như vậy. Tức là bây giờ đó là phải làm thế nào mà toàn khối Sunni ở tại Trung Đông và kể cả vùng Đông Nam Á khác đó ủng hộ mình. Thì lúc bây giờ mình mới có thế để mình chặn được cái đà bành trướng của khối Iran. Và bành trướng của Iran nó không chỉ có tôn giáo không thôi, mà bành trướng đó khủng bố. Tức là yểm trợ Hezbollah tại Lebanon, yểm trợ bảo vệ cái chính quyền mà Bashar al-Assad ở tại Syria chẳng hạn. Thì hai cái đó nó hòa là một, và tự nhiên nó có cái sự cộng hưởng. Tức là trước đây là vì lý do dân tộc, thì các quốc gia khác, các dân tộc khác họ đứng ngoài. Đằng này, lần này nó lại có cả lý do dân tộc lẫn đạo Pháp. Thì cái đó nó nguy hiểm. 2 phút còn lại để hỏi ông rằng trong toàn cảnh cái cuộc khủng hoảng này đang xảy ra ở Trung Đông đó, thì cái vai trò của Israel như thế nào? Israel mặc nhiên đó ủng hộ Saudi Arabia. Tại vì chính quyền Iran đó đã công khai và cho đến giờ này vẫn duy trì cái việc đó là coi Israel xóa sổ Israel, là phải xóa sổ Israel. Ngoài Israel đó là có cảm tình với lại Saudi Arabia, một cường quốc khác mà trong mấy tháng vừa rồi chúng ta đã nhìn thấy xuất hiện trong một cái tư thế khá dữ dội, chính là Turkey. Cũng không phải thuộc sắc tộc Ả Rập nhưng mà cùng hệ phái Sunni. Và trong cái lần này đó thì Sunni có một cái thế, sứ thổ Turkey có một cái thế rất mạnh, được NATO ủng hộ là tại vì đóng chốt ở biển Hắc Hải để Liên bang Nga nó không có chạy xuống Nam được. Được Âu Châu ủng hộ đó là vì có thể thanh lọc dùm đám dân tị nạn từ Syria tràn vào Âu Châu. Được cái khối Sunni khác ở các nước khác ủng hộ là tại vì chặn, thứ nhất không những là tấn công cái lực lượng khủng bố Hồi giáo ISIS mà lại còn chặn cái sự can thiệp của Liên bang Nga và chặn cái chế độ Bashar al-Assad ở tại Syria. Thành ra thực tế ra đó là 3 nước đó, Israel là 1, Saudi Arabia là 2 và Turkey là 3, đó là đều có một cái mục tiêu chung với nhau, đó là không muốn Iran bành trướng ra và nghi ngờ cái chính sách hòa giải hòa hợp của Hoa Kỳ với lại chính quyền Iran. Và thành ra cái biến cố đầu tiên xảy ra trong 2016 đó, nó cũng chứng minh một cái sự thất bại thê thảm của cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với lại vấn đề Hồi giáo ở tại Trung Đông. Cảm ơn. Chương trình Giờ Giáo với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tuần này đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tuần tới.